Rồi, chúng ta sẽ làm tiếp cái bài tập mà mình đã làm bữa trước. Đó là bữa trước mình chỉ mới xem sửa thôi. Hôm nay mình sẽ làm tiếp cái phần mình sẽ chạy lại nội dung bữa trước mình là gì. Ok. Đây là màn hình mình khi mình nhập xuất ha, và khi bấm update hay delete mình sẽ qua một màn hình mới. Nhưng mà thầy muốn làm lại ở chỗ này. Nếu bấm vào delete thì đây mình có spinner, là người dùng sẽ chọn một cái dữ liệu thì nó sẽ show cái thông tin dữ liệu đó ra. Được nha. Thông tin toàn bộ hình ảnh thông tin ở đây ra. Còn nếu như người dùng bấm cái nút delete update thì toàn bộ thông tin sẽ hiện ra và người dùng có quyền chỉnh sửa thông tin đó. Còn nếu bấm delete thì tất cả thông tin sẽ hiện ra đây và người dùng có quyền delete. Nhưng trên này mình sẽ đổi lại thành spinner, ở đây thì mình sẽ đổi lại thành hết tất cả các thứ đây, edit test sẽ thành view test. Và như thế thì mình phải thiết kế lại với bữa trước thì ở màn hình này thì các em hãy chỉnh sửa lại nó giúp cho thầy, thành là thay vì delete luôn ở màn hình này vừa làm chức năng update delete, giờ các em chỉ cho nó thành update cho thầy. Refactor rồi và lúc này thì những cái dạng này mình vẫn sẽ để nguyên. Còn nếu như người dùng muốn cập nhật cái màn hình này mình cũng sửa lại giúp thầy. Đây, mình sẽ chỉ làm chức năng cho update thôi. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn, thầy sẽ hướng dẫn cho em làm cho chức năng delete. New một cái activity, empty activity, mình sẽ làm chức năng delete nó. Được chưa? Finish. Được chưa? Rồi, sau khi vào chức năng delete xong, mình sẽ vào trong cái layout, chọn cái activity delete. Mình sẽ lấy activity update copy qua. Nhưng mà mình sẽ thay cái anh chàng đầu tiên là spinner. Copy trước quả rồi tính gì tính ha. Và tất nhiên anh chàng này các em sẽ chỉnh lại cho nó thầy. Đó là chính là gì? Linear layout. Được chưa? Rồi, copy lại, lưu lại qua bên cái design cho thầy. Rồi, thu nhỏ nó lại. Linear layout này thì mình chỉnh nó thành gì? Vertical, nó sẽ ra đầy đủ cho mình. Và anh chàng tab view này xóa anh đi và tìm cho thầy cái gọi là spinner này, đưa nó vào trong này, được chưa? Và đặt này chính là SPN ID. Cái này thì thay vì edit test thì mình sửa lại hết, cái này mình sẽ dùng là tab view ha. Một cái tab view, hai cái tab view, đây sẽ là tb name, này sẽ là tb right. Rồi update ở đây thì sẽ được xóa là gì nhỉ? Delete. Rồi cái nhãn ở đây thì các em sửa lại giúp thầy. Mất cái delete đâu rồi hả? Mình phải đi qua lại cái change.xml. Đây có delete rồi mà. Mình về lại đây kiểm tra lại lần nữa. Đây có delete đây. Ok. Đây là delete. Rồi. Nên là mình đã thiết kế xong giao diện màn hình update. Màn hình
phải đi. Rồi. Mình update cho em con vậy luôn. Thay cho thầy cái chỗ test view này thành cái spinner. Tìm kiếm cho thầy cái spinner. Chết kéo xuống kiếm spinner, đặt tên là FBN, ngày đi này là mà hình update đúng không nha. Thế mà rồi sau khi xong hết rồi mình sẽ main xong rồi, giờ mình làm update trên delete, làm update cái đầu tiên này ha. Delete thì tương tự thôi. Rồi trong cái update thì mình quay lại cái màn hình update của mình có bao nhiêu cái view mình đã đặt ID cho nó, thì mình phải khai báo đầy đủ hết cho nó. Ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, vậy là có 5 thành phần. Mình sẽ quay qua đây, nó đủ 5 thành phần. Thứ nhất là spinner, FBN, update, rồi một cái edit test, et, product, et, name, một cái edit test, et, right. Rồi một cái email view, IMV, test. Rồi một cái nữa đó là button, btn, update. Rồi mình làm nhớ theo đúng thứ tự, một khai báo, và xuống đây mình phải làm ánh sáng ha. FBN update sẽ là gì, spinner view id r.id chấm fbn test. Rồi et name bằng edit test view id r.id chấm et name delete, name update delete nữa nha. Tương tự như cái trang trang bên dưới nó sẽ là et right, mình sẽ là et right. Rồi imv update, email view, view r.id chấm view button, tên là này thì nó sẽ bị trùng nha. Vậy thì bắt buộc mình phải sửa lại. Mình đang làm màn hình update, em sửa lại cho thầy. Update. Sửa lại cho thầy cái màn hình này thay vì chữ insert. Sửa lại cho thầy này. Update để báo hiệu là cái button này nè. Do update ha. Rồi xong rồi thì mình sẽ đăng ký xử lý sự kiện ok
Rồi. Này là đăng ký xử lý sự kiện ha. Và khi người dùng bấm cái nút unlist này không, button unlist, thì nó sẽ thực hiện cập nhật dữ liệu và đụng tới database thì mình phải gì nhỉ? Phải khai báo những biến liên quan tới database như là gì? Rodas down đó, lấy về một cái array this Rodas và một biến Rodas. Rồi thì sau khi đăng ký xử lý sự kiện xong thì mình sẽ gì, dưới một cái hàm initial giống như các lần trước thôi, tạo phần thức initial. Initial này mình sẽ gì nhỉ, get pay contest à, thì nhầm ha, cái này mình sẽ là down chấm get intern get pay contest. Rồi sau khi xong rồi thì ngay lập tức mình phải lấy toàn bộ dữ liệu lên, đúng không? Lấy toàn bộ dữ liệu lên và hiển thị dữ liệu trên cái spinner. Rồi thì mình sẽ tiếp tục truy vấn rd product chấm get product on, được chưa? Rồi sau khi get product on xong, mình sẽ lấy dữ liệu ra để bỏ lên trên cái spinner này. Thầy không cả, thầy đã làm xong hết mà quên bật cái việc ghi lại nãy giờ, do đó thầy sẽ để các em xem lại từ từ ha. Đây là hàm thầy sẽ để các em xem lại từ từ. Cấu trúc mình gồm có delete main rồi đó, đây thầy sẽ mở cho em xem hàm update trước. Mình sẽ bắt đầu làm update này. Thì khi các em tạo activity thì các em đặt cái admin như thế này: spinner, enter name, đây, email, linear, button. Được chưa? Rồi activity delete làm cũng tương tự, spinner này gì đó, em kéo thả vào, sửa lại những cái y chang như cái màn hình của mình, insert, mình cập nhật lại này. Rồi sau đó các em cập nhật lại trong cái em trong YouTube, các em tạo thêm cho thầy cái hàm support, tag support dùng để viết cái hàm hiển thị có nội dung như thế này. Ở trong content các em viết thêm cho thầy cái success nữa. Rồi
trong các product thì các em sẽ viết cho thầy à, cái này con supervisor, thầy sẽ xóa bớt nó đi. Cái product là mình đã viết bữa trước rồi, hôm nay mình chỉ viết cái update. Thì đầu tiên các em phải bước vào khai báo, bên kia mình đăng ký ID cho bao nhiêu cái thành phần view thì mình sẽ viết bấy nhiêu. Database mình khởi tạo ban đầu, trong hàm NDA mình sẽ thực hiện cái ánh xạ nó, sau đó mình đăng ký xử lý sự kiện. Bước tiếp theo mình gọi cái hàm initial. Cái hàm initial này làm gì? Để mà mình sẽ viết tất cả các cái hàm load dữ liệu từ database lên, và sau đó mình hiển thị dữ liệu lên cái spinner và đồng thời đăng ký xử lý sự kiện cho spinner là ngay chỗ này. Khi đăng ký xử lý sự kiện binner thì khi người dùng click vào cái binner thì mình sẽ xử lý trong on item selected, và cái y chính là position mà người dùng chọn, lấy cái thành phần thứ y đó ra, đồng thời set lên các thành phần view tương ứng. Rồi khi người dùng chỉnh sửa nội dung trong những cái name price thì lúc này mình sẽ người dùng bấm nút update thì mình sẽ lấy toàn bộ thông tin người dùng đang nhập trên thành phần, thì mình sẽ lấy lại bỏ vào trong cái một biến tạm gọi là update, sau đó mình sẽ cập nhật dữ liệu vào và cuối cùng gọi hàm update product, sau đó hiển thị nếu như cái success này lớn không thì chứng tỏ người dùng đã cập nhật thành công và mình sẽ báo thành công. Đó. Tới delete activity. Delete activity này thì đòi hỏi mình phải khai báo một cái màn hình delete như thế này, nãy thì nó qua một cái spinner. Thay vì bên kia edit test thì bên đây mình test view, chỉ mình thông báo cho người dùng biết nội dung mà họ đang chuẩn bị xóa là gì. Khi dùng bấm button display delete thì sẽ chọn, và cũng giống như nãy này sẽ chứa toàn bộ ID, nếu dùng chọn cái ID nào thì sổ toàn bộ nội dung, thông tin tên giá gì đó ra. Và lúc này thì mình sẽ vào trong main activity. Và trong cái delete activity mình sẽ lấy cũng tương tự như cái thao tác hồi nãy là update thôi. Những cái thành phần view nào mình khai báo bên kia mình đại đi thì mình khai báo hết, khai báo biến xử lý database, ánh xạ nó, đăng ký sự kiện cho quá trình delete và initial dùng để load cái dữ liệu trên cái database và trong cái spinner, và đây cũng là cái hàm đăng ký xử lý sự kiện của mình trong spinner. Và sau khi đăng ký xử lý sự kiện xong, nếu người dùng click chọn một thành phần thì mình set up toàn bộ dữ liệu nó lên cái spinner. Khi đó mình sẽ kiểm tra list, nếu kiểm tra thành công thì mình sẽ lấy nó vào để lên đã thành công. Đó là toàn bộ nội dung của mình, giờ mình sẽ chạy thử xem thế nào. Rồi, ví dụ như thầy nhập hai cái mã code 001 Coca Cola 350 ml, giá là 4.800, insert. Sau đó nhập tiếp khúc 2, giá của nó sẽ là 600 đi ha, 600 ml, giá của nó là 8.600. Insert vào. Giờ mình xem cái danh sách nó như thế nào. Đây ha. Cái này là do dữ liệu. Hồi nãy mình thầy đã demo thêm một cái. Rồi bây giờ mình sẽ xem coi cái update nó như thế nào. Đây, mặc định nó sẽ hiển thị cái anh chàng đầu tiên ra. Nếu như mình chọn tiếp cái khúc 002 thì xem nào nha. Này là bọn ra. Bây giờ mình muốn sửa lại anh chàng. Giả sử như thầy sửa anh chàng là lại khúc 001 này chính là Pepsi Mirin Sprite Sprite 330 ml, giá nó vẫn là
4.800 deadline, và nếu thằng bác update success thành công thì thầy sẽ quay ra dùng danh sách, thầy sẽ xem đây subscribe 330. Cái này thì mình sẽ chỉnh lại này, thầy sẽ chỉnh lại cái này để cho nhìn thấy nó đầy đủ hoàn thiện hơn. Cái này thì mình sẽ vào cái màn hình item product, thầy sẽ coi thử xem coi lý do vì sao mà nó lại không hiển thị đầy đủ như thế này. Lại mi in my view. Cái này mình sẽ cho map ra run luôn. Rồi, xong. Trở lại lần nữa cho chạy ăn ha. Hồi nãy mình đã nhập 3 dữ liệu vào trong cái database rồi. Bây giờ thì mình chỉ gì? Chỉ hiển thị thôi. Và giờ thì nó hiển thị đầy đủ ra tất cả thành phần giá cả cho mình. Hồi nãy mình thiện thêm. Ở này mình có thể khoảng cách sao cho nó đẹp. Đó là vì bối cảnh của các em thôi. Bài học của mình liên quan tới database đã chấm dứt. Đây là cũng là hoàn thiện bài lập 6. Chúng ta sẽ chuẩn bị vào bài lập 7.